đèn flash đông đưa đi ạ. Thưa quý vị thân mến, một cột mốc quan trọng 50 năm, từ ngày 4 tháng 5 năm 1972 và ngày 4 tháng 5 năm 2022, một số mốc vô cùng quan trọng, có thể nói là một nửa đời người. 50 năm, một hành trình mà tất cả chúng ta ở đây ít nhiều gì chúng ta đã cùng đóng góp được những công lao to lớn để cùng thêm cho sự phát triển của trường Cao đẳng Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta đã cùng với nhau tại đây chúc mừng sinh nhật cho 50 năm. Hãy hát vang lên để lớn cho em đi ạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Happy birthday to you. Xin cảm ơn người có mơ mộng ảo đó. Đến điều thứ hai, phải
vừa rồi đã trải qua phần vấn đáp rồi. Nhiệm vụ của hai người mẫu này, cho em hỏi khán giả về giới, hai người mẫu này đã đủ tươi chưa ạ? Cười đã tươi chưa ạ? Bây giờ em xin phép sẽ cùng đưa hai người mẫu này một bộ đặc cụ đặc biệt hơn nữa. Và như chúng ta đã biết được từ năm 2021 là đại dịch đúng không ạ? Và chúng ta đã phải gắn liền với chiếc khẩu trang. Nhưng bây giờ chiếc khẩu trang này sẽ vô cùng đặc biệt với hai người mẫu này. Bây giờ xin mời hai người mẫu sẽ cùng đeo chiếc khẩu trang này lên ạ. Vâng, xin mời. À, xin mời cô Hùng sẽ giúp ạ. Vâng. À, xin mời. À đây, xin để cô Hùng sẽ giúp ạ. Vâng, em sẽ giúp. Vâng, bây giờ để đảm bảo an toàn dịch của mình chưa? Bây giờ, được chưa? Quý vị đã thấy hai người mẫu tươi hơn chứ mà? Tươi hơn chứ mà? Rất tươi, vỗ tay cho sự tươi thật đó bây giờ. Bây giờ thì sao? Nhiệm vụ của hai người mẫu nhiệm vụ của hai người mẫu. Bây giờ âm nhạc sẽ phát lên một bản nhạc trong vòng khoảng 1 phút 30 giây. Những bản nhạc sôi động nhất. Nhiệm vụ của hai người mẫu sẽ phải khiêu vũ với chiếc ghế của mình, được chưa ạ? Làm sao mà sexy nhất, quyến rũ nhất và hy vọng rằng hai người mẫu sẽ được sự đồng tình của quý vị ở dưới. Đứng dậy, vỗ tay, cổ vũ và nhảy theo bản nhạc đó, được chưa ạ? Bây giờ xin mời hai người mẫu sẽ tham gia. Bốn mươi người